Em kính chào thầy Tuấn, chủ tịch đoàn thầy Đông và thầy Thông và các thầy, các cô, các anh chị. Em là bác sĩ Phạm Thế Thạch ở trung tâm hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai. Em rất vui khi được tham gia cái hội của hô hấp của các thầy cô vì thực ra là cái mảng hô hấp và mảng hồi sức thì chúng ta có rất nhiều cái điểm chung nhau. Chúng ta thấy là trong hồi sức thì rất nhiều cái ca khó, đặc biệt là về nhiễm nấm, đặc như ở nấm aspergillus hay nấm candida cũng thế. Cũng tương tự như trong khi làm hô hấp thì các thầy các cô đến lúc bệnh nhân COPD hoặc là bệnh nhân nặng viêm phổi thì chúng ta cũng có cái sự liên hệ nhất định. Thế thì trong nhiều năm qua thì chúng em đã cũng được làm việc với các thầy cô trên trung tâm hô hấp, đặc biệt là khi mà chúng ta làm thì chúng ta thấy là nó có nhiều cái điểm nó gắn kết với nhau. Thế thì cái guideline của năm 2016 là bắt đầu lần đầu tiên xây dựng thì của hội hô hấp và hội hồi sức chúng ta làm cùng với nhau. Thì chúng ta thấy là cái việc mà chẩn đoán nấm thì nó là một cái vấn đề khó. Tuy nhiên nếu mà các thầy cô đã yêu cầu em chẩn đoán nấm theo khi điều trị nấm candida theo kinh nghiệm nữa thì đấy là một vấn đề rất khó. Thế thì hôm vừa rồi em nhận được cái yêu cầu này. Thế thì cái câu hỏi là thế nào chúng ta điều trị thế nào là theo kinh nghiệm? Thế cái này nó cũng là một câu hỏi rất khó. Vì bản thân cái đầu trị theo kinh nghiệm ở đây không phải là kinh nghiệm là cái người nhiều tuổi, người ít tuổi, người tóc bạc, người tóc trắng là nhiều kinh nghiệm, không phải thế. Mà chúng ta kinh nghiệm ở đây là có nghĩa là khi mà kể cả vấn đề sử dụng kháng sinh nói chung hoặc dùng kháng nấm lên nói riêng, thế chúng ta thấy là chúng ta sử dụng kháng nấm thì kháng sinh là chúng ta thấy kinh nghiệm là vì về vấn đề dịch tễ và yếu tố nguy cơ, về vấn đề đề kháng của nấm chứ không phải riêng gì vấn đề về kinh nghiệm là kinh nghiệm của cá nhân, không phải thế. Thì hôm nay em xin phép là trình bày về vấn đề điều trị kháng nấm theo kinh nghiệm. Nấm đây là một phần nấm candida, còn về phần nấm aspergillus thì thầy Thông cũng đã trình bày và giáo sư chủ tịch Lý Tham đã cũng đã trình bày, thì em xin. Thế thì cái guideline, cái một trong cái nghiên cứu mà đăng trên JAMA năm 2016 thì người ta nói về vấn đề điều trị nấm theo kinh nghiệm, đó là cái nghiên cứu Empiricus. Nghiên cứu này là một cái thử nghiệm lâm sàng và sau rất nhiều cái mà người ta liên hệ là người ta thấy là các trường hợp nhiễm khuẩn mắc phải trong trong ICU cộng với những bệnh nhân mà nhiễm nấm xâm lấn ấy, thì chúng ta thấy là thế là rõ ràng điều trị nấm theo kinh nghiệm này nó không làm cho cái cải thiện tỷ lệ sống sót của bệnh nhân, tức là trong ngày thứ 28. Thế thì câu hỏi này, nếu mà giả sử như chúng ta làm như thế thì có nghĩa là chúng ta không điều trị theo kinh nghiệm. Không phải. Không điều trị sống sót có nghĩa là chúng ta thấy có những người thì người ta bảo có trong nghiên cứu, chứ có những lúc thì bảo không hay là nọ kia các thứ. Nhưng mà chúng ta hiểu là nếu mà chúng ta không điều trị chắc chắn bệnh nhân còn chết và chúng ta sẽ còn rất nhiều thời gian để chúng ta nghiên cứu. Nhưng qua đây thì cũng có nghĩa là nó cũng mở ra chúng ta còn một con đường tiếp, là chúng ta sẽ chắc là vấn đề này nó sẽ còn rất nhiều cái điểm nó chưa giải thích rõ và chúng ta tiếp tục phải nghiên cứu. Thế tiếp tục nữa là trong cái IDSA năm 2016 ấy, thì cái câu hỏi rất nhức nhối đối với các người khi mà người ta thấy là vấn đề điều trị theo kinh nghiệm, là người ta hỏi là nếu điều trị kinh nghiệm bắt đầu từ khi nào và bắt đầu với ai. Thế thì cho các bệnh nhân sốt mà chúng ta không giải thích được, chúng ta không có nguyên nhân khác, và bệnh nhân trong hồi sức thì có nhiều yếu tố nguy cơ, bệnh nhân trong hồi sức có rất nhiều yếu tố nguy cơ ấy, thì bệnh nhân chúng ta thì cần đánh giá xem bệnh nhân có yếu tố nguy cơ nhiễm nấm hay không, và chúng ta cũng đánh giá xem bệnh nhân có lâm sàng hay không, và các yếu tố gọi là chúng ta có cái điểm nhấn các marker gì đấy để chúng ta chẩn đoán bệnh nhân nhiễm nấm hay không. Thế tuy nhiên là điều trị theo kinh nghiệm thì lại khuyến cáo là chúng ta điều trị càng sớm càng tốt. Càng sớm càng tốt thì trong điều kiện chúng ta chẩn đoán lại rất khó, vì chẩn đoán nấm không hề dễ, chúng ta không có marker, chúng ta chẩn đoán vi sinh cũng thực sự phức tạp. Nếu mà giả sử như chúng ta điều trị sớm thì chúng ta lại phải dựa vào điều trị kinh nghiệm. Nhưng điều trị kinh nghiệm là over quá thì nó cái chuyện kháng nấm lại nó sẽ gia tăng, và nó sẽ đặc biệt là kháng nấm hiện nay cái chi phí điều trị rất lớn. Trung bình một bệnh nhân điều trị nấm hiện nay khoảng 7 triệu đến 9 triệu một ngày. Nên là chúng ta thấy là trung bình 7-9 triệu một ngày. Và trong hồi sức 7-9 triệu là nó chiếm đến nửa tỷ trọng cái vấn đề tiền chi phí điều trị. Cái này đấy là một vấn đề. Và sau đấy nếu chúng ta điều muộn thì sau chúng ta cũng phải mất từng đấy tiền. Và bệnh nhân cũng chết. Thì cái đấy cũng là vấn đề khó khăn thứ hai. Thế thì trong đấy thì các cái echinocardin cũng là một trong cái nó có khuyến cáo về. Thế thì cái khuyến cáo của Empiricus nó xuất hiện, nó xuất phát từ đâu? Và người ta thấy là trong khi mà điều trị theo nấm theo kinh nghiệm ấy thì người ta thấy quan trọng nhất là cái nhiễm nấm candida xâm lấn ấy, tiên lượng nó kém và càng điều trị muộn thì tiên lượng này càng tồi. Và chúng ta điều trị càng sớm thì có là chúng ta điều trị sớm nhất có thể những khi cây máu, đấy là điều trị chắc chắn. Nhưng mà không phải là trường hợp nào chúng ta điều trị chắc chắn được. Rõ ràng các thầy cô thấy là cái khuyến chắc chắn nó chỉ là một trong các cái tình huống thôi. Chúng ta có thể điều trị theo các cái tình huống thì em xin trình bày tiếp. Và thế thì chúng ta điều trị, thế thì nếu mà như thế thì chúng ta lại phải bắt đầu điều trị trước khi nấm nó tiến triển. Nếu thì cái này cũng là một vấn đề khó. Cái này nó xuất phát từ những cái câu hỏi rất thực tiễn và khi người ta trả lời những câu hỏi này không dễ. Và các nghiên cứu của Osotsky của ông này là một người đã đưa ra một cái bảng điểm để nói về các yếu tố dự đoán nấm ấy.
thì ông thấy là gì, điều trị theo kinh nghiệm ở các số fungin ở bệnh nhân nhiễm nấm cao thì cuối cùng kết luận là gì, nó không thay đổi gì về tỷ lệ tử vong và cũng không thay đổi gì về tỷ lệ nhiễm nấm cũng như là các cái thời gian nằm ICU và sự tăng cái nguy cơ kháng nấm lên. Thế có nghĩa là chúng ta lại ngay cả với những người người ta đang rất chăn trở điều trị theo kinh nghiệm mà kể cả cho những thuốc tốt như echinocardin, thế thì trong điều kiện chúng ta hiện nay mà nếu mà cho chị echinocardin ấy thì cái chi phí điều trị nó cực kỳ lớn. Đây này, nếu may mắn là các thầy cũng đã biết là cái guideline năm 2016 và Bộ Y tế đã thông qua năm 2019-2020 ấy, thì có nghĩa là chúng ta được chi trả. Chứ còn nếu không thì gia đình chi trả nữa thì chắc là người ta xin về trước khi chúng ta có bệnh nhân để điều trị. Thế thì tiếp tục câu hỏi thứ hai là các khuyến cáo này thực sự nó có hữu ích trong ICU hay không? Thế thì các cái khuyến cáo này thì chúng ta thấy có một cái điều không may là tỷ lệ mắc, tỷ lệ chúng ta sử dụng kháng nấm đến 7,5%. Nhưng mà cái tỷ lệ mà dương tính trong cái số đấy có là chúng ta đủ bằng chứng để chẩn đoán thì cho được 1/3. Còn 2/3 trong số mà chúng ta điều trị ấy là lại không có đủ bằng chứng gì cả. Thế cái đấy là một cái rất là khó khăn khi chúng ta làm lâm sàng. Đối với sử dụng kháng nấm và các thuốc gian chúng ta sử dụng như thế thì sau này sẽ chắc chắn là cái trong tương lai chúng ta sẽ gia tăng cái đề kháng kháng nấm lên và chúng ta sẽ thiếu các công cụ điều trị trong tương lai tiếp. Thì một số nghiên cứu thì cũng đã chứng minh là nó thất bại trong cái việc là chứng minh được cái lợi ích của việc kháng nấm. Sử dụng kháng nấm ở trên cái tỷ lệ tử vong cũng như tỷ lệ nhiễm candida xâm lấn khi chúng ta điều trị theo kinh nghiệm. Thế thì câu hỏi để tiếp tục là thực sự cái điều trị theo kinh nghiệm này có thực sự có giá trị hay không? Thế cũng là cái mà thế thì nhưng mà vấn đề là chúng ta là người làm thầy thuốc lâm sàng thì chúng ta phải đứng ở góc độ khác. Chúng ta phải tính từng ca lâm sàng, chúng ta phải từng cái trường hợp và chúng ta phải cân nhắc. Thì em xin phép là trình bày một số ca lâm sàng mà khi chúng ta điều trị và sau đấy thì chúng ta sẽ đánh giá các ca lâm sàng đấy xem chúng ta đã tiếp cận nó đúng chưa, chúng ta tiếp cận thời gian phù hợp chưa, chúng ta tiếp cận thuốc kháng nấm ban đầu phù hợp hay chưa. Và cái này chúng ta sẽ diễn ra tại trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai. Đây là một trường hợp bệnh nhân nữ 90 tuổi. Cụ này thì mắc cái suy thận mạn teo thận, không suy thận mà teo thận, chỉ teo thận do sỏi thôi, kèm theo tăng huyết áp. Thì khởi đầu là tháng 10 thì năm ngoái thì cụ ấy mắc cái sốt xuất huyết. Sau khi sốt huyết thì các thầy cô biết, anh chị biết là chỉ khoảng một tuần bệnh nhân khỏi ra viện, xong rồi quay lại thì bệnh nhân lại nhiễm khuẩn ra tụ cầu. Hôm sau bệnh nhân vào viện vì ho, sốt, khó thở, vào bệnh viện, một cái bệnh viện quốc tế ở Hà Nội. Sau đấy thì khi vào viện thì người ta thấy là bệnh nhân suy hấp nặng quá thì cũng phải kháng sinh ban đầu, thì người ta nghĩ là viêm phổi và cho levofloxacin, cho meropenem, cho vancomycin. Các loại bản chất là vấn đề lúc đấy chúng ta cũng là một bệnh nhân nặng và chúng ta hốt hoảng vì bệnh nhân vừa mới ra viện khỏi bệnh viện họ, trong 2 ngày sau lại nhập viện lại trong tình trạng suy hấp. Thì bản thân những người làm lâm sàng đấy người ta cũng hốt hoảng và người ta cho xong, người ta cũng đã triển khai lọc máu được, các là các kỹ thuật như lọc máu rồi PICO, có những thăm dò gì làm được hết trên bệnh nhân này. Và tuy nhiên sau 5-7 ngày thì bệnh nhân không cải thiện, và trong thời gian đấy thì cấy đờm ra tụ cầu và vàng kháng methicillin, và bệnh nhân đã dừng các ba bên em dừng levofloxacin và bệnh nhân được cho cái chuyển sang tiếp tục duy trì vancomycin. Thế tuy nhiên một tuần sau thì bệnh nhân không cải thiện và tình trạng nặng lên, càng ngày càng nặng lên, thì chuyển đến trung tâm hồi sức tích cực trong tình trạng là bệnh nhân phù toàn thân, suy hấp, vô niệu. Thế thì sang thì chúng em đánh giá thì thấy là bệnh nhân có ứ nước thận bên phải và đặt cái GG. Sau đấy thì đặt cái pic tail để dẫn lưu thận qua da. Thì lúc mà đặt như này thì thấy cũng có cấy nước tiểu luôn, nên là mình lấy nước tiểu mình cấy. Thì sau đến ngày 2 ngày sau thì có kết quả nó dương tính với Candida tropicalis. Candida tropicalis thì thông thường ấy, thì tại thời điểm này nếu chúng ta đánh giá các yếu tố nguy cơ thì như bệnh nhân thường dùng kháng sinh kéo dài, bệnh nhân lọc máu, bệnh nhân nhiều can thiệp, bệnh nhân nằm ICU trên 48 giờ, tức là chúng ta thấy rõ ràng chúng ta đủ điều kiện để chúng ta sử dụng thuốc kháng nấm. Nhưng tuy nhiên là gì? Thì cái người lựa chọn ban đầu thì chúng ta thấy là nấm nước tiểu không phải là một yếu tố nguy cơ. Nếu trong lại rất là không may là trong cái yếu tố nguy cơ của nấm nước tiểu thì không phải là yếu tố nguy cơ, thì cũng không phải là một tiêu chuẩn chẩn đoán. Thì tại thời điểm này chúng ta câu hỏi đặt ra là bệnh nhân có nhiễm nấm hay không, có thực sự dùng không, và cho fluconazole, nhưng mà cho đến 2-3 ngày sau tình trạng không cải thiện. Thì chúng em thấy là sau đấy thì tình trạng về lâm sàng ấy thì thấy bệnh nhân là không cải thiện, và sau 2 ngày sau thì kết quả cấy là nó trong Candida tropicalis nó dương tính và cấy máu nó dương tính với Candida tropicalis. Có là nếu thế thì có nghĩa là tại cái thời điểm chúng ta lấy mẫu cấy thì có phải 2-3 ngày trước rồi, cái thời điểm này là thời điểm sau 2-3 ngày thì chúng ta phải cho trước 2-3 ngày chứ không phải cho đến thời điểm nó dương tính. Đấy là một trong cái về lâm sàng chúng ta thực hành, chúng ta thấy là nó rõ ràng có những điểm bất cập. Thế về mặt diễn biến thì chúng ta thấy là trên này nhiệt độ, cái đường màu đỏ là nhiệt độ. Nhiệt độ thì nó cao, sốt cao liên tục, bệnh nhân sốt cao liên tục. Procalcitonin là đường màu xám có xu hướng nó giảm xuống. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng về mặt lâm sàng nó tương xứng là ngày thứ 13 ấy, nhiệt độ vẫn cao mà procalcitonin lại có xu hướng đi xuống. Thế thì chúng ta đáng lý chúng ta sẽ cũng phải can thiệp, thậm chí là ngày thứ 11, ngày thứ 9 là nhiệt độ vẫn còn cao và procalcitonin có xu hướng từ nó giảm xuống từ 100 từ cái đường ngày thứ 7, thứ 8.
Thế còn là chúng ta sẽ vẫn phải cho kháng nấm theo kinh nghiệm nó sớm hơn, dựa vào yếu tố nguy cơ và dựa vào các yếu tố khác. Thì bệnh nhân này sau khi mà được điều trị kháng nấm thì 2 ngày sau thì bệnh nhân hết sốt. Bệnh nhân hết sốt và sau đấy thì bệnh nhân được chúng em phải nằm hồi sức khoảng một nửa tháng nữa sau khi cho bệnh nhân âm tính, sau đấy thì chuyển sang bưu điện và hồi phục. Sau bệnh nhân bây giờ hồi phục hoàn toàn, bệnh nhân bây giờ vẫn sống khỏe mạnh. Thế đây một trường hợp thứ hai, chúng em cũng xin trình bày về đây là trường hợp mà chúng ta cũng có yếu tố nguy cơ. Khi chúng ta đánh giá yếu tố nguy cơ bệnh nhân nhiễm nấm, thế thì để chúng ta điều trị theo kinh nghiệm, và chúng ta câu hỏi đặt ra chúng ta điều trị kinh nghiệm này có thực sự phù hợp chưa, và chúng ta điều trị có nhanh hay không, chúng ta điều trị chậm hay không, và chúng ta chọn thuốc kháng nấm ban đầu cũng phù hợp hay không, và có những điểm nào trong đấy mà chúng ta tận dụng được để chúng ta khai thác khi mà chúng ta điều trị theo kinh nghiệm. Thế đây một bệnh nhân nam 44 tuổi, anh này bị đa chấn thương mà nằm ở bệnh viện Saint Paul. Sau khi đa chấn thương đụng dập não tất cả thứ thì bên bệnh viện Saint Paul thì cũng đã điều trị rất là tích cực và anh mở kết hợp xương rồi. Thế nhưng mà tuy nhiên sau khi điều trị thì bệnh nhân rất khó khăn với cai máy và bệnh nhân không cai được, thì bệnh nhân chuyển sang trung tâm hồi sức tích cực sau hơn 10 ngày điều trị, sau 20 ngày điều trị. Có là chúng thời gian nằm ICU là hơn 20 ngày rồi. Thế bệnh nhân này chuyển lên trên đường vận chuyển thì bệnh nhân có lại có xuất hiện tràn khí màng phổi mới và ngừng tuần hoàn, nhưng mà sau ép tim các anh chị cũng cấp cứu rất tốt, và sau đấy thì bệnh nhân đã về cấp cứu về lâu dài thì bệnh nhân cũng khỏi hồi phục tốt. Nhưng tuy nhiên đến lúc vào thì chúng em chẩn đoán là sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi rồi biến chứng tràn khí màng phổi rồi. Bên đây viêm phổi thở máy cũng lọc máu rồi cũng làm tất cả can thiệp, coi là chúng ta thấy là trong hồi sức, đây là đặc trưng của hồi sức rồi. Nên là có cái gì chọc vào người thì bệnh nhân chọc, lỗ nào chưa có thì đục thêm, lỗ nào có sẵn thì cứ cắm nguyên thế, chúng ta thầy thực cô thế. Thế thì nhưng mà tuy nhiên là cái tình trạng này, thế từ ngày thứ 2 đến ngày thứ 4 bệnh nhân sốt liên tục, bệnh nhân vẫn sốt. Thuốc huyết áp thì chúng ta thấy là huyết áp vẫn phải duy trì nó adrenaline. Sau đấy thì bệnh nhân cũng cấy nước tiểu ra trong Candida tropicalis. Nhưng tuy nhiên đến ngày thứ 5 thì tình trạng ý thức thầy tớ cải thiện hơn, huyết áp ổn hơn. Nên là tuy nhiên bệnh nhân vẫn sốt. Còn về mặt sốc về giống như chúng ta nghĩ trong đầu, nhiễm khuẩn có vẻ nó kiểm soát được, bạch cầu các thứ về xét nghiệm về có vẻ cải thiện. Nhưng tuy nhiên thời điểm đấy chúng ta cũng cấy mang nước tiểu ra cấy cateter, chúng ta thấy là bệnh nhân này ra Candida tropicalis, đây là một cái trường hợp. Thế thì cái kháng sinh đồ này là chúng ta thấy là cái bệnh nhân này nhiễm các cái axi nhiễm CLEP, tức là bệnh nhân điển hình của những bệnh nhân nặng, tức là nhiễm tất cả các vi khuẩn có thể. Hay là thế thì nấm không phải là một căn nguyên duy nhất, mà chúng ta cũng đôi khi chúng ta bỏ sót nấm vì chúng ta nghĩ là nhiễm khuẩn, chúng ta cứ điều trị theo hướng nhiễm khuẩn. Thế thì đến ngày thứ 12, ngày thứ 8 của bệnh nhân thì bệnh nhân nhiệt độ bệnh nhân ý thức cải thiện hơn, Glasgow 12 điểm và bệnh nhân có sốt liên tục 38 độ, oxy trên máy thở có là cải thiện, có nghĩa là về mặt hô hấp chúng ta có vẻ như bệnh nhân lại nhiễm khuẩn về hô hấp thì cải thiện, có là viêm phổi cải thiện, có viêm phổi thở máy thì cải thiện. Thế thì câu hỏi đặt ra tại sao bệnh nhân sốt 40 độ thì có phải nhiễm nấm hay không, và kết quả cấy máu và cấy đầu cateter thì ra Candida tropicalis. Bệnh nhân này được điều trị kháng nấm bằng casoprofen. Sau đến ngày thứ 12 thì bệnh nhân hết sốt và ý thức tỉnh dần dần, sau đấy bệnh nhân bỏ được máy thở và bệnh nhân chuyển được ra bệnh viện. Thì đây là một trong trường hợp. Thế thì nếu chúng ta điều trị nấm thì câu hỏi đặt ra chúng ta có điều trị trước đấy 3-4 ngày được không, và nếu điều trị trước đấy 3-4 ngày thì chúng ta có bằng chứng gì điều trị không, và nếu giả sử như bao nhiêu trường hợp chúng ta đã chết vì khi mà chúng ta đã điều trị như thế này, có là bệnh nhân bị chúng ta sốc nặng lên, đấy là những cái khó khăn. Đây là những trường hợp mà chúng ta can thiệp được, chúng ta cải thiện được, và chúng ta có cơ hội để chúng ta chứng minh được là bệnh nhân là đang điều trị phù hợp. Nhưng còn những trường hợp khác mà chúng ta không đấy thì đấy là những cái khó khăn. Thế thì kính thưa các thầy cô, thì như tình trạng mà chúng ta điều trị nấm theo kinh nghiệm ấy thì thực sự nó rất nhiều yếu tố, trong đấy có yếu tố nguy cơ nhiễm nấm, trong đấy có các yếu tố và y tế nguy cơ nhiễm nấm từ trên đấy thì em xin trình bày, cũng như là các cái thuốc men chúng ta có. Thế thì nhiễm nấm Candida thì chúng ta biết là nhiễm nấm Candida xâm lấn thì nó là nguyên nhân chính, rằng bên cạnh đó là bên cạnh Aspergillus thể thông đã báo cáo, và các thế thì chúng ta thấy là khoảng 80% trong các cái căn nguyên nhiễm nấm là do Candida. Candida thì thường là một trong những nguyên nhân đứng hàng thứ tư trong các căn nguyên gây nhiễm trùng máu, và hầu hết là nhiễm trùng máu hoặc nhiễm nấm mô sâu. Thế là trong năm thập kỷ vừa trong thập kỷ vừa qua thì nó đã tăng gấp 5 lần, và đặc biệt là gì, trong ICU thì là nhiễm nấm là vấn đề rất nan giải và tỷ lệ tử vong vẫn còn cao, mặc dù chúng ta có rất nhiều thuốc thế hệ mới, tỷ lệ tử vong lên 46%. Đây là nhìn chung kể cả các nước phát triển và các nước đang phát triển. Thế thì nhìn chung thì các nước mà kém phát triển thì tỷ lệ mà nhiễm nấm thì nó cao hơn. Ví dụ như các nước đang phát triển thì tỷ lệ nhiễm nấm là từ khoảng 14/1000 ngày nằm viện. Nhưng các nước mà phát triển như Mỹ, Canada các thứ thì nó sẽ thấp hơn. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là kể cả cái nước đang phát triển thì cái tỷ lệ nhiễm nấm và nhiễm và bệnh nhân tỷ lệ tử vong cũng cao. Thế thì tuy nhiên mặc dù tỷ lệ nhiễm nấm ở các nước đang phát triển thì thấp hơn, nhưng tỷ lệ tử vong thì cũng không hề thấp hơn có đáng kể. Với chúng ta thấy là mặc dù như thế có nghĩa là gì, nhiễm nấm dù ở nước phát triển hay nước đang phát triển thì tỷ lệ tử vong vẫn còn cao. Thì chắc chắn là những nước như chúng ta thì tỷ lệ tử vong nó còn sẽ còn cao nữa, vì chúng ta không phát hiện được nấm và chúng ta cũng không có những phương tiện để chúng ta thuốc men các thứ.
Thế các chủng Candida ấy thì từ nước các nước ở phương Tây cũng như là các nước châu Á rồi các nước khác, các nước thì các thống kê thì chúng ta thấy là các năm cái loài Candida mà thường gặp. Chúng ta thấy là các loài Candida thường gặp như Candida albicans, cái chiếm màu xanh, cái màu xanh nó chiếm tỷ lệ chủ yếu. Và sau đấy thì đến các loại Candida khác như Candida parasilosis, Candida krusei. Thì đặc biệt là Candida krusei và Candida parasilosis thì chúng ta thường hay bị bỏ sót vì và chúng ta hay điều trị nấm, đôi khi chúng ta cho fluconazole các thứ thì nó không đáp ứng vì nó kháng, chúng ta phải chú ý cái kháng nhóm azole của các chủng Candida đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình điều trị. Thế thì đây là một cái số liệu năm 2016 tại bệnh viện Bạch Mai. Thì cái tỷ lệ nhiễm nấm nó đứng hàng thứ tư, nó sau này nó chiếm khoảng 10%, nó còn cao hơn cả tụ cầu. Đó là đây thì một trong cái vấn đề nổi bật chứ nó không phải là vấn đề thông thường nữa. Là nó sẽ đứng sau AC, sau CLEP, sau trực khuẩn mù xanh. Nhưng gần đây thì trực khuẩn mù xanh nó còn ít nữa. Đó là nó ít hơn như tại trung tâm hồi sức tích cực bệnh viện Bạch Mai thì gần đây nổi bật là AC và Klebsiella, sau đấy là các nấm trùng Candida. Thì các mô, từ mô như là các cái mô phân lập như máu, nước tiểu rồi các chủng đều đóng vai trò quan trọng là gì? Chúng ta thấy nếu mà chúng ta muốn được điều trị theo kinh nghiệm thì chúng ta phải biết là cái chủng đấy ở bệnh viện chúng ta nó hay gặp chủng Candida gì và đặc biệt là gì, tỷ lệ nó khoảng bao nhiêu và thêm nữa là gì, chúng ta thấy là nó hay gặp ở các cái loại Candida nó có mức đề kháng kháng nấm thế nào. Thế thì như trên ở máu thì tại bệnh viện Bạch Mai thì hay gặp là Candida tropicalis, Candida Candida parasilosis, Candida albicans là cái chủng mà nó chiếm chủ yếu và đó chiếm khoảng 15% trong các chủng ở máu thì so với các cái mẫu máu được phân lập vào năm 2019. Thì các cái dịch ổ bụng cũng tương tự như thế, cũng Candida cũng chiếm khoảng 10%. Bên cạnh cũng như vi ăn Klebsiella rồi E. coli và Acinetobacter pulmonis. Thế thì khi mà chúng ta có những cái dữ liệu như này thì chúng ta sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong quá trình chúng ta định hướng là chúng ta sẽ nghĩ đến vi khuẩn hay là nghĩ nấm, và chúng ta nghĩ đến chúng ta bắt vi khuẩn rồi mà không được thì chúng ta phải cân nhắc nấm, đặc biệt là cân nhắc nấm sớm hay là chúng ta điều trị nó phù hợp. Thế thì các cái chủng nước tiểu ấy thì chúng ta thấy là nhiễm tỷ lệ một nửa số bệnh nhân mà cấy phân lập được dương tính thì thấy là một nửa số là trường hợp là lại có nhiễm Candida. Đó là chúng ta thấy cái nhiễm Candida trong nước tiểu rất nhiều. Thế thì tỷ lệ nhiễm Candida trong nước tiểu nhiều mà tỷ lệ nhiễm trong máu ít, nó khác hẳn nhau. Thế vấn đề là như hai cái ca vừa rồi chúng ta thấy rõ ràng ban đầu chúng ta đều có dấu hiệu gợi ý là bệnh nhân nhiễm Candida nước tiểu và đều dương tính, nhưng mà chúng ta lại không có mối liên hệ, hoặc như khi các thầy cô thấy là trong cái bảng mà họ đánh giá yếu tố nguy cơ ấy, nó không đưa cái đấy vào yếu tố nguy cơ. Thế đấy là một trong cái khó khi chúng ta thực hành lâm sàng, chúng ta có chọn hay không. Thế thì các yếu tố nguy cơ của nhiễm Candida thì chúng ta biết là nó phụ thuộc đầu tiên vào các chủng nấm, các loại nấm khác nhau thì nó sẽ có cái độc lực khác nhau và có sinh ra màng biofilm hay không. Và các chủng đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chuyện mà sau này nó đề kháng kháng nấm khác nhau. Thế thì tiếp theo là các cái trong trường hợp này thì các cái tổn thương của các cái màng bảo vệ, hàng rào bảo vệ. Thế thì trong bệnh nhân trong hồi sức thì chúng ta đặt cái ống nội quản vào, đó là chúng ta đã xâm nhập vào, chúng ta đặt cái catheter tĩnh mạch trung tâm, đặc biệt chúng ta đặt kéo dài, chúng ta đặt cái lọc máu, đặt pico, có là chúng ta rất nhiều phương tiện để chúng ta can thiệp. Và hàng ngày chúng ta lọc máu cho bệnh nhân thì chúng ta thay, có là chúng ta kết nối tay chân, chúng ta nối ra nối vào liên tục, là mười sáng ra nối ra trưa nối, có là chúng ta nối vào cái đường truyền để chúng ta đảm bảo hay không. Chưa kể những bệnh nhân trong hồi sức chúng ta đặt sông tiểu rồi bệnh nhân đi đại tiện rồi tất cả các thứ, bệnh nhân nó rất là, có là cái nguy cơ nó rất cao về hàng rào tự nhiên của bệnh nhân bị xâm nhập. Thế thì tiếp tục là bệnh nhân nuôi dưỡng tĩnh mạch. Thì nuôi dưỡng tĩnh mạch là một vấn đề phổ biến trong hồi sức, vì nếu chúng ta không nuôi dưỡng thì chắc chắn là nhiều bệnh nhân sẽ chết, gọi là chết vì suy dinh dưỡng trước. Và thêm nữa nếu chúng ta nuôi dưỡng dài ngày thì anh cũng ảnh hưởng. Chưa kể đến bệnh nhân viêm tụy cấp, các bệnh nhân phẫu thuật, đặc biệt là phẫu thuật bụng. Chúng ta thấy là rất phẫu thuật bụng là một vấn đề cũng nan giải. Bệnh nhân bỏng và các bệnh nhân khác. Thì đấy là những yếu tố nguy cơ. Thế bên cạnh cái yếu tố nguy cơ do phá vỡ cái màng bảo vệ tự nhiên của cơ bệnh nhân thì nó có yếu tố nguy cơ liên quan đến bản thân cái bệnh nền của bệnh. Như bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân ung thư, bệnh nhân ghép tạng đặc, các bệnh nhân gọi là đấy là những yếu tố nguy cơ. Trong hồi sức thì chúng em rất gặp rất nhiều bệnh nhân ECMO. Còn là chúng ta thấy là bệnh nhân ECMO có là gì? Thì đã ECMO thì chúng ta phải kết hợp với lọc máu được rất rất nhiều can thiệp vào người bệnh nhân. Thì những lúc đấy là yếu tố nguy cơ rất nặng nề. Thì khi mà các yếu tố nguy cơ đấy nó là bùng lên thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm nấm lên. Thì các yếu tố nguy cơ mà không phải là bệnh nhân trong hồi sức, kể cả thì chúng ta cũng đã nói rất nhiều. Đặc biệt nếu trong hồi sức lại kết hợp với giảm bạch cầu, kết hợp thì chúng ta thấy là rõ ràng nó sẽ giảm, là sẽ tăng cái nguy cơ nhiễm nấm lên. Chúng ta đặt catheter tĩnh mạch trung tâm hay là chúng ta sử dụng kháng sinh kéo dài. Đây là toàn bộ những cái yếu tố mà chúng ta thường gặp trong hồi sức. Thì có rất nhiều tác giả họ đang nghiên cứu thì họ thấy là khi chúng ta có các yếu tố nguy cơ, ví dụ bệnh nhân có giảm bạch cầu,
hay là có bệnh bạch cầu cấp thì cái tỷ lệ nhiễm nấm nó sẽ tăng hơn so với bệnh nhân không có nhiễm bạch cầu cấp. Bệnh nhân có giảm bạch cầu thì cũng có tỷ lệ nhiễm nấm Candida xâm lấn cao hơn so với trường hợp nhiễm không nhiễm. Thì đấy là những trường hợp mà chúng ta thấy là các cái nghiên cứu của các tác giả. Thế là khi chúng ta dựa vào các nghiên cứu này, chúng ta thấy rõ ràng đấy là những yếu tố mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến người bệnh, và chúng ta gọi là chúng ta xem xét để đưa ra cái kháng nấm tương ứng. Thế thì trong bệnh nhân ghép tạng đặc thì có một nghiên cứu người ta cũng thấy là khoảng 40% bệnh nhân sử dụng, mặc dù có được sử dụng các thuốc dự phòng nấm, ví dụ như sử dụng nhóm azole, thì đến 75% là chúng ta không ngăn được bệnh nhân có nhiễm nấm candida hay không, và candida xâm lấn. Vậy như nếu mà chúng ta dự phòng echinocardin thì có 10% bệnh nhân là vẫn có 10% bệnh nhân bị nhiễm nấm. Thế có nghĩa là gì? Chúng ta nếu mà chúng ta dự phòng, kể cả chúng ta dự phòng bằng nhóm azole đi chăng nữa, thì cái tỷ lệ nhiễm nấm candida xâm lấn vẫn là rất cao, và là chúng ta vẫn thất bại trong cái chuyện ngăn chặn bệnh nhân nhiễm nấm candida xâm lấn. Đây là một trong những yếu tố mà chúng ta cần lưu ý. Thì trong hồi sức thì các cái yếu tố như là ghép thất bại rồi đây ECMO rồi thay màng ECMO rồi nọ kia các thứ, thì cái chuyện này là thường xuyên xảy ra, và chúng ta thấy là nó sẽ làm gia tăng lên bệnh nhân nhiễm nấm đối với những bệnh nhân nặng. Thì ngoài ra thì các yếu tố mà chúng ta thấy là thời gian làm hồi sức cũng đóng vai trò rất quan trọng. Thì cái ca đầu tiên ấy, thì các thầy cô các anh chị thấy là rõ ràng là bệnh nhân nằm hồi sức chỉ có một tuần thôi, nhưng sau bệnh nhân ra xong như vậy là một tuần, bệnh nhân nằm một tuần trong khoa nội, sau bệnh nhân ra và là vào hồi sức một tuần sang bạch mai thì lại nhiễm nấm. Nhưng trường hợp thứ hai thì cũng nằm hồi sức hai ở bệnh viện này đấy khoảng 20 ngày, thì có nghĩa là yếu tố thời gian nằm từ hồi sức trên 48 giờ. Thì đấy các cái bệnh nhân cũng đều có can thiệp đặt ống nội quản thở máy, đặt catheter máy trung tâm, và các đặc biệt là những bệnh nhân kèm theo như đái tháo đường. Thế thì các trường hợp này thì nó sẽ làm, chắc chắn là nó sẽ làm gia tăng cái tỷ lệ tử vong trong hồi sức. Thế về mặt chẩn đoán thì chúng ta có các tình huống như chúng ta chẩn đoán chắc chắn, cái đây chẩn đoán là về mô bệnh học. Chúng ta thì vẫn tìm phần này thì em xin không trình bày vì các thầy cô đã trình bày vào trong khuyến cáo rất rõ. Về nhiều khả năng chúng ta có là nhận, chúng ta gọi là chẩn đoán là có thể, và mức độ có thể là chúng ta chỉ dựa vào cơ địa và lâm sàng. Thế thì trong ba cái tình huống này thì chúng ta thấy để mà có được cái tiêu chuẩn chẩn đoán rõ ràng bằng nấm, bằng cấy dịch vô khuẩn, cấy máu hoặc là mô bệnh học thì nó không dễ. Và thế thì chúng ta có nghĩa còn hai tình huống còn lại là thì chúng ta chỉ còn lâm sàng và cơ địa, tức là chúng ta đánh giá yếu tố nguy cơ và chúng ta dựa vào cái lâm sàng. Thế thì cái tình huống mà dựa vào huyết thanh hiện nay thì cũng không dễ, vì rất nhiều bệnh viện chúng ta không làm được huyết thanh, chúng ta cũng không có huyết thanh để chẩn đoán. Thế thì coi lại cuối cùng là gì? Gần như là về mặt lâm sàng chúng ta đôi khi chúng ta bị rơi vào tình huống là 3 nhưng thực ra gần như 2. Chúng ta không có thì coi như là gần như 2. Tức là chúng ta chỉ có yếu tố nguy cơ và lâm sàng chúng ta đánh giá, đấy là một trong cái khó. Thế thì các cái điều trị thì chúng ta rõ ràng thấy là các cái vị đầu tay như echinocardin hoặc sau đấy thì có thể thay thế bằng fluconazole, các dẫn xuất khác như amphotericin B. Khó khăn thì hiện nay là các cái biểu hiện lâm sàng thì thường nó không đặc hiệu và nó lẫn vào các triệu chứng khác. Và đặc biệt là gì? Thì trước đây thì các cái lớp nấm của trung tâm hô hấp ở hội hô hấp thành giảng bài thì chúng em được nhận được rất nhiều câu hỏi của các anh chị là thế thì khi chúng ta đã điều trị theo kinh nghiệm thì chúng ta xuống thang bằng cách nào? Vì thực ra chúng ta đã điều trị theo kinh nghiệm chúng ta chẳng có gì để xuống thang cả, vì chúng ta không biết ngày nào nó âm tính, vì nó âm tính ngay từ đầu thì chúng ta chẳng biết cách nào để, nên có là chúng ta thế thì nó không những là vấn đề là nó gia tăng kháng nấm đấy mà nó còn gia tăng cái chuyện chi phí, vì chúng ta không có thời điểm để chúng ta dừng xuống thang. Thì những câu hỏi khó này chắc là tí nữa nhờ em xin nhờ thầy Tuấn và các thầy Thông và các thầy các cô giúp cho em, vì bọn em khi anh chị hỏi thế bọn em cũng không trả lời được. Thì đây thầy hôm nay coi như là thay cho anh chị em thì em xin hỏi các thầy, nếu mà được thì tình huống khó thế thì bọn em cũng thực sự là đấy là khó, đó là chúng ta xuống thang vào thời điểm nào. Thế về mặt điều trị theo kinh nghiệm thì một số nghiên cứu thì người ta cũng thấy là các nghiên cứu đều đưa ra một cái kết luận rất là không may là gọi là gì nhỉ, là nó không có cải thiện về tỷ lệ tử vong, nghĩa là chúng ta không ngăn chặn được nấm. Thì đấy là một trong cái, thế có nghĩa là điều trị theo kinh nghiệm, nếu mà chúng ta chỉ đơn thuần điều trị theo kinh nghiệm thì nó lại bị rơi vào tình huống như thế. Đấy là những cái vấn đề khó khăn tiếp. Nó khi mà đã không giúp được cải thiện tỷ lệ tử vong thì có nghĩa là gì, chúng ta cũng không biết là chúng ta nên dùng hay không, đặc biệt là những nơi mà chúng ta không có điều kiện cụ thể. Nên đặc biệt thế thì khi nó làm cho người thầy thuốc luôn luôn chùn tay và chúng ta lại đời rơi vòng lại, chúng ta lại muộn lần thứ hai. Thế thì đây là một cái trường hợp khác mà chúng em mới tiếp xúc. Thì nhân tiện thầy Thông có trình bày về Aspergillus, em xin có một cái này, vì thực ra là bọn em trường hợp như này thì bọn em cũng biết là có nên điều trị nấm hay không. Mà điều trị nấm thì điều trị nấm Candida hay nấm Aspergillus. Và nhân tiện đây thì chúng em chia sẻ một số trường hợp mà chúng em gần đây là chúng em gặp 4 bệnh nhân bị nhiễm cúm B. 4 bệnh nhân thì một bệnh nhân là không bị tổn thương phổi thì qua được, nhưng hiện nay 3 bệnh nhân đang rơi vào tình trạng này. Và cái cúm B mắc Aspergillus rất nhiều ạ, các nhiễm cúm.
thì nhiễm cúm B thì chúng em trong hồi sức chúng em gặp rất nhiều, các là đồng nhiễm nấm ở bệnh nhân. Thế thì trong cái yếu tố nguy cơ mà nhiễm nấm ấy, thì nó có một cái yếu tố nguy cơ là đồng nhiễm với virus, tức là khi mắc virus thì chúng ta thấy là trong nhiễm Aspergillus, nhiễm nấm trong trong COVID ấy, nó chiếm khoảng 26%, khoảng 19 đến 26% các nghiên cứu. Thì đây là một bệnh nhân mới vào mấy cách đây mấy hôm, bệnh nhân này đã được tiêm phòng cúm đầy đủ và vào trung tâm hồi sức vì tiêm phòng COVID đầy đủ, vào trung tâm hồi sức vì vấn đề là suy hấp. Thế ngày 27 tháng 10 vừa rồi ấy, thì bệnh nhân chỉ đau mũi họng, ngứa mũi giống như thông thường. Và sau đấy bệnh nhân sốt cao, xét nghiệm ban đầu thì bạch cầu bình thường. Có gọi xét nghiệm đến nhà xét nghiệm. Bệnh nhân tự mua corticoid, cái vấn đề cũng nan giải, đó là sử dụng corticoid tự ý. Nên năm ngoái thì cũng đang đối mặt rất nhiều rồi. Sau đấy dùng Amiflu nọ kia các thứ, nhưng mà sau 2 ngày thì tình trạng nặng lên và bệnh nhân khó thở, vào bệnh viện bưu điện. Thì bệnh nhân trong tình trạng suy hấp, anh chị chẩn đoán suy hấp viêm phổi. Thì cái này tổn thương phổi rất nhanh, tổn thương phổi mờ toàn bộ phổi phải. Và khi mờ như này thì các anh chị nghĩ là một cái nhiễm khuẩn nặng cho các carbapenem cộng với amikacin. Nhưng sau đấy thì bệnh nhân suy hấp nặng nên phải thở HFNC và tiếp cuối cùng là suy hấp nặng kèm theo cả suy tim, hay là bệnh nhân đặt ống nội khoản thở máy. Thế thì khi mà bệnh nhân được vào trung tâm hồi sức tích cực thì bệnh nhân trong tình trạng là bệnh nhân đã thở máy qua ống nội khoản, đờm thì ít. Đây là một trong số đặc trưng, một số các đặc trưng chúng em đối mặt. Thế thì khi bệnh nhân hầu như không có đờm, như PNF thấp, bệnh nhân này nhịp tim nhanh, huyết áp thấp, có là bệnh nhân vừa có là suy hấp cả suy tuần hoàn kèm theo. Nhưng xét nghiệm thì nhiễm tụ cầu và cúm B dương tính. Thế tụ cầu thì rất hay gặp ở bệnh nhân nhiễm cúm. Đấy là một trong cái đặc trưng của các thầy cô, thì đây là gần như là cái gọi là trong khi làm hồi sức thì chúng em rất hay gặp. Mà lại thường là các cái chuyên ngành như tim mạch hô hấp, khi mà chúng ta thấy cúm chúng ta nhiều khi chúng ta cũng không làm nhiều, chúng ta không để ý. Nhưng sau vào hồi sức thì lại làm PCR hoặc xét nghiệm các thứ nó dương tính. Xét nghiệm ban đầu vào bạch cầu có 0,7. Thế còn là bệnh nhân này mặc dù bệnh nhân không bệnh về huyết học nhưng bệnh nhân có giảm bạch cầu ngay từ đầu. Thế đấy cũng là một yếu tố nguy cơ. Nhưng thì những trường hợp này thì cái câu hỏi đặt ra ngay kinh nghiệm ngay từ đầu, chúng ta có điều trị nấm hay không? Tức là bệnh nhân có đủ các cái, nhưng mà tuy nhiên là gì, nhiễm bạch cầu mới xuất hiện thì có phải là yếu tố nguy cơ hay không? Thì chúng em cũng thấy là những cái kiểu như này là vấn đề phức tạp. Thế thì bệnh nhân này được chẩn đoán là viêm phổi, bệnh nhân biến chứng AR, viêm phổi do cúm B, biến chứng ARDS có nhiễm do tụ cầu vàng và được làm PICO rồi kiểm soát dịch, lọc máu, thử kháng sinh ban đầu, tiên nam, vancomycin các thứ. Nhưng sau đấy thì bệnh nhân tình trạng sốt cao lên và mặc dù là tình trạng có cải thiện về mặt hô hấp nhưng là PNF tăng lên. Nhưng đây là cái phim phổi của bệnh nhân lúc vào. Thì các thầy cô xem cái phim này. Cái phim nội soi ấy, các bạn quay nó không đẹp. Nhưng tuy nhiên là khi rất nhiều trường hợp chúng em đang gặp cái này thì chúng ta soi phế quản chúng ta thấy đầy giả mạc trong lòng phế quản. Cái này nó giống hệt như trường hợp mà nhiễm Aspergillus thông thường ấy. Chị thấy thế khi mà chúng ta soi phế quản thì chúng em gặp những trường hợp này phần lớn là trường hợp sau vài ba hôm mới phổi nó mờ trắng tịt. Soi lại thấy nó bít tắc hết toàn bộ lòng phế quản và bệnh nhân chết. Mặc dù chúng ta có thể ECMO các thứ nhưng vẫn không qua được. Nên thế thì cách đây khoảng 3 tháng thì chúng em cũng phát hiện một ca toàn lấy cái giả mạc này đi làm thì ra nấm Aspergillus dương tính. Nhưng mà khi mà cấy các thứ thì nó phần lớn là trường hợp này âm. Soi thì nó âm tính ngay từ đầu, nó âm tính. Thì đấy là những trường hợp. Thế trường hợp như thế này thì xin thì em thấy là thứ nhất là có yếu tố nguy cơ nhiễm nấm hay không. Đấy là thế thì bệnh nhân rõ ràng giảm bạch cầu nhưng mới xuất hiện trên nền bệnh nhân nhiễm cúm, đấy là một yếu tố nguy cơ. Và chúng ta hai có điều trị nấm theo kinh nghiệm hay không, mà nếu mà chọn thì chúng ta chọn nấm Aspergillus hay là nấm Candida. Thì đấy là những cái trường hợp mà chúng em có thấy là cái lựa chọn thuốc kháng nấm khó. Thì khi mà hội chẩn toàn viện thì các thầy cũng quyết định là cho thuốc kháng nấm theo cái. Thế thì khi mà nấm ý, thì Candida xâm lấn thì các cái sơ đồ trong cái nghiên cứu này thì có các tác giả cũng đưa ra một số cái vấn đề về cái sự chúng ta gọi là cái sơ đồ chúng ta chọn thuốc kháng nấm. Nhưng tuy nhiên là vẫn phải dựa vào cấy, bằng chứng cấy, thì có nghĩa là vấn đề khó khăn cho các người thầy thuốc lâm sàng khi chúng ta thực hiện. Thì về mặt kết luận thì em thấy là trong mấy năm vừa rồi thì Hội Hô hấp và Hội Hồi sức cấp cứu chống độc Việt Nam thì cũng đã nỗ lực để xây dựng một guideline và sau đấy là đưa ra vào khuyến cáo của Bộ Y tế. Thì các thầy các cô thì thấy là nếu chúng ta trong thực hành thì chúng ta sẽ tuân theo các khuyến cáo mà các thầy cô đã dày công viết được trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là trong 2016 thì thầy Tuấn cũng là một trong người mà sửa lên sửa xuống mấy thầy trò ngồi chắc là hết mấy chai chi vát của thầy Tuấn để ngồi để sửa hết mấy cái bài nấm với bài viêm phổi thở máy. Nhưng mà thực sự nó là một tác phẩm tâm huyết của các thầy cô ở Hội Hô hấp Việt Nam cũng như là Hội Hồi sức cấp cứu chống độc Việt Nam. Vâng, em xin trân trọng cảm ơn.